thiện có bất thiện, có thiện thiện không ác, người trí thông lẽ đạo không rơi vào biển kiến, có pháp tương ứng khổ, có pháp tương ứng lạc, có phi khổ phi lạc. Ở đời có cả ba, có pháp vốn là nhân, có pháp vốn là quả, có pháp không nhân quả, vượt quang kiến thường tình, do chấm thu mà sanh, lại sanh ra chấm thu, không thu sanh sanh thu, không thu không sanh thu. Có pháp là phiền não, lại sanh ra não phiền, vì phiền sanh phiền não, có tâm cảnh vô phiền, có tâm có tư, pháp có tư không tầm, có pháp không tầm tư, cùng hiện hữu ở đời. Pháp đi chung với ý, pháp đi chung với lạc, pháp đi chung với xa, hành giả cần quan sát. Pháp nhờ thấy mà diệt, pháp nhờ tu mà diệt, có pháp ngoài cả hai, bản chân nhân biết rõ, có gông rễ kiết sự, đoạn diệt bởi sở đạo, hay bởi ba đạo cao, không kiết sự không đoạn, sanh tử, có pháp nhân giải thoát, có pháp không luân hồi, cũng không hướng niết bàn, có pháp thuộc hữu học, có pháp thuộc vô học, có pháp phi hữu học, cũng không thuộc vô học, có pháp thuộc cùng bộ, có pháp thuận đạo đại, có pháp không hạn cuộc, do giới vững mà phân, pháp biết cảnh tầm thường, pháp biết cảnh rộng lớn, pháp biết cảnh vô thường, tâm cảnh vốn tương ưng, có pháp vốn hạ liệt, có pháp thuộc trung bình, có pháp tánh thù thắng, chức năng có sai biệt, pháp có định thuộc tà, pháp có định thuộc danh, cũng có định đường đi và nói đến pháp lấy đạo làm cảnh, pháp lấy đạo làm nhân, pháp lấy đạo làm trường, ba pháp trụ đối tăng, có pháp vốn đã sanh, có pháp chưa sanh khởi, có pháp sắp sanh khởi, tác động hẳn không đồng, có pháp thuộc quá khứ, có pháp thuộc vị lai, có pháp thuộc hiện tại, tam thế đồng thế tánh, có pháp biết quá khứ, có pháp biết vị lai, có pháp biết hiện tại, cả ba được ghi nhận, có pháp thuộc nội giới, có pháp thuộc ngoại giới, có pháp gồm cả hai, chủ thể lẫn khanh thể, có pháp biết nội giới, có pháp biết ngoại giới, có pháp biết cả hai.
sung, pháp thiết sung không thấy, pháp không thấy không sung, cùng là cánh nhưng khác, do thế tài mà nói, do chứng năng mà phân, do gông cánh mà nhìn, nên